Nói xấu con dâu. Ôi, mới sáng ra mẹ đã lau nhà rồi, trơn thế này. Để chốc nữa cả nhà đi làm hết, ở nhà lau không được hay sao? Toàn bài những chuyện không đâu à. Không biết mẹ đi đâu rồi, cửa giả thì mở thế kia không khóa, trộm vào thì sao? Bà chỉ được cái suốt ngày đi buôn chuyện. Thời tiết thay đổi, tuổi bà với tuổi tôi hay đào yêu thế. Mẹ ơi, con đi làm đây. Ừ, con đi đi. Này, con dâu của bà ghê phết nhỉ? Không biết bà có hợp không? Ừ, tính khi nó thế. Ơ, chị sao vậy? Hình như là chị đang không được vui. Vui làm sao được, ngày nào chị cũng bị ức chế với mẹ chồng. Chị ước sao được ra ở riêng cho đỡ giáp mặt hàng ngày. Chuyện mẹ chồng nàng dâu đúng là vấn đề muôn thuở. Này chứ, cả công ty này được mỗi chị Trang là có phúc, có được mẹ chồng tâm lý. Nói đến cái Trang, nay nó không đi làm à? Chị ấy gọi điện báo ốm, bị đau bụng nên xin nghỉ. Thế à, cuối giờ mình rẽ qua thăm nó cái đi. Chị cũng chẳng thích về nhà sớm, ở nhà với mẹ chồng chị cứ thấy không được thoải mái. Mẹ cho con ăn trước nhé. Chứ nhìn mẹ gọt con chảy nước miếng dài dài. Ừ, ăn đi. Mẹ gọt chủ yếu cho con ăn mà lại. Mẹ cứ làm thế này thì con chỉ muốn ốm dài dài cho mẹ chăm thôi. Thôi, tôi xin cô nhanh khỏi để tôi còn được đi du lịch. Cái kế hoạch cả nhà đi biển còn chờ cô Trang đó. Ơi! Thành đây à, cháu qua chơi với Trang hả? Vâng ạ. Ngồi với nó nha, bác xuống bếp nấu cơm. Trời, tớ hơi bị ghen tị với cậu đấy. Có người mẹ chồng hơi bị tuyệt vời, vừa tâm lý, lại chiều con dâu hết mực. Ừ, tớ cũng thấy vậy. Chả bù cho mẹ chồng của tớ, khó tính, lúc nào cũng soi mói, xét nét. Đã vậy rất hay giận dỗi với con dâu, tớ cảm thấy mệt mỏi mỗi khi về nhà luôn ý. Này, bác cũng là người khó tính lắm đấy. Bác khó tính mà cái Trang sướng vậy. Chắc cái Trang có bí quyết gì hả? Mẹ ăn hoa quả đi ạ. Có bí quyết bí củng gì đâu, chỉ có mỗi tấm lòng thôi. Đúng như em nó nói đấy, cái nước ăn, nước ở của nó làm bác xúc động lắm. Lúc Trang mới về làm dâu nhà này, nó cũng có nhiều điều khiến bác không hài lòng. Nó vụng về lắm cháu à, chả biết làm cái gì cả. Nhưng được cái tâm nó tốt, hồi bác có chuyện căng thẳng bị trầm cảm, chính nó đèo bác hết câu lạc bộ này đến câu lạc bộ kia để bác được vui vẻ. Nó còn nhắc chồng của nó phải quan tâm bác hơn, đưa bác đi chơi đâu đó. Mẹ lên xe đi ạ, à. Chồng con sẽ đưa mẹ đến một nơi, đảm bảo mẹ sẽ hết buồn luôn. Cháu thấy đấy, nhà bác chật nên có đợt bác thấy vợ chồng nó không được thoải mái, nên bác đòi về quê mà nó không cho, cứ bắt bác phải ở trên này để được chăm sóc. Lúc bác ốm đau, chính nó đã xin nghỉ việc để được chăm sóc bác. Bác cảm động lắm, nó bảo nó không yên tâm giao việc cho người khác, quan trọng là sức khỏe của bác. Mẹ ráng ăn đi ạ. Cháu thấy đấy, nó đối với bác như mẹ ruột, thì làm sao bác coi nó là con dâu được. Nhiều người con đẻ cũng chưa được như nó. Trời ơi, nghe bác ấy nói mà mình thấy mình tệ quá. Mình luôn nghĩ, luôn gọi mẹ chồng là bà ấy, mình thật vô tâm quá. Mình phải thay đổi thôi. Cháu thấy đấy, nó đối với bác như mẹ ruột, thì làm sao bác coi nó là con dâu được. Đừng để em cô đơn. Alo, anh về đến đâu rồi? À, anh quên báo lại với em mất. Anh đang định về thì mấy ông cùng cơ quan rủ đi nhậu tí. Em cứ ăn trước đi nhé.
Ủa, em về rồi à? Em sao vậy? Em mệt, em đã ăn gì chưa? Em không thấy đói. Vậy em đi nghỉ đi. Anh có cuộc hẹn với mấy thằng bạn tối nay. Anh đi một lúc rồi anh về nhé. Các ông rất đáng phê bình đấy nha. Lần nào gọi tụ tập cũng thiếu người. Chỉ có tôi là luôn đầy đủ thôi. Điểm này thì em công nhận. Anh thấy luôn thiệt tình nhất. Này, thấy mà anh ấy vẫn lãng mạn lắm nha. Cuối tuần vẫn hẹn hò với vợ như thời mới yêu ấy. Nói dốc, hẹn hò đâu chứ. Anh còn chối à, cuối tuần vừa rồi em thấy chị nhà đứng như đợi ai đó ở bên bờ hồ. Chẳng đợi anh thì đợi ai? Làm gì có. Chắc cậu nhìn nhầm rồi. Không thể nhầm được. Em gặp chị nhà anh không ít lần. Chẳng lẽ em nhầm? Lại đi đâu rồi? Dạo này không biết làm gì suốt ngày về muộn. Em nhớ anh. Cuối tuần vừa rồi em thấy chị nhà đứng ở bờ hồ. Chẳng đi với anh thì với ai? Anh... Sao anh biết em ở đây mà qua? Em làm gì ở đây? Em hóng gió tí thôi. Chẳng phải anh bảo hôm nay đi nhậu với bạn nên em... Cô thôi ngay đi. Định dối tôi đến bao giờ? Tôi đã biết hết rồi. Nói thật đi, cô đứng đây chờ ai? Anh nói gì vậy? Em không hề chờ ai, hẹn ai cả. Đi, cái này đã nói lên tất cả. Nó là nhật ký của em. Nhưng sao anh lại suy diễn như thế? Đừng vờ vịt nữa. Giờ thì tôi đã biết vì sao dạo này cô hay về muộn rồi. Cô đang ngoại tình đúng không? Ngoại tình ư? Em chưa từng làm gì có lỗi với anh. Thế cô viết trong nhật ký bao nhiêu dòng em nhớ anh? Chẳng lẽ là nhớ tôi sao? Đúng là nhớ anh. Nhớ tôi à? Phải. Em nhớ anh. Nhớ anh của ngày xưa. Ngày xưa anh yêu thương và lo lắng cho em biết bao. Còn bây giờ anh bỏ em cô đơn và lạc lõng trong chính ngôi nhà của chúng ta. Em chỉ có thể đi tìm được niềm an ủi trong quá khứ mà thôi. Em còn nhớ ngày xưa chính tại nơi này. Quả thật, em rất nhớ anh của ngày xưa. Anh nhớ hết rồi. Anh là một người chồng tồi. Anh xin lỗi em. Từ nay, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi, phải buồn khổ thêm nữa. Tha lỗi cho anh. Ba mẹ ơi, con xin lỗi. Quái, tối đến nơi rồi mà sao không thấy cái Lan nó về ông nhỉ? Chắc con nó bận chứ sao? Sắp bảo vệ tốt nghiệp nhiều việc lắm. Nhanh quá ông nhỉ. Mới ngày nào còn bé xíu mà giờ đã lớn, sắp xong đại học rồi. Rồi sự nghiệp của nó cũng rạng rỡ hơn ba nó cho coi. Chưa tốt nghiệp mà đã có hai công ty lớn mời nó về làm rồi đấy. Anh về nhé. Ừ, tạm biệt. Con chào ba mẹ. Lan, ai vừa đưa con về nhà vậy? Mẹ, anh ấy là bạn trai của con mẹ à. Lan, con nói sao? Con có bạn trai rồi à? Từ bao giờ vậy? Dạ, một thời gian rồi ạ.
con cũng định sắp tới dẫn anh ấy về ra mắt bố mẹ. Thế nó làm gì? Nhà ở đâu? Dạ, anh ấy là công nhân, ở khu công nghiệp S2, ở gần đây bố à. Nhà ở miền Tây. Lan, bố mẹ không đồng ý. Bố còn chưa biết anh ấy là người như thế nào mà. Đúng, nhưng bây giờ chưa phải lúc con à. Con còn quá trẻ, có thể chỉ là sự bồng bột. Con còn cả một tương lai rộng mở ở phía trước. Còn cậu ta thì đợi sau này khi nào con ra trường, công việc ổn định, đến lúc đó con yêu rồi kết hôn là hợp lý nhất. Con cũng định như thế, nhưng tình cờ mà con gặp rồi yêu anh Tuấn. Bố chấp nhận cho con đi bố. Không yêu đương gì hết. Bố mẹ, vừa yêu anh ấy, con vẫn có thể hoàn thành tốt được việc học cơ mà. Không được cãi lời bố mẹ như thế. Bố mẹ cho con ăn học, không phải để con cãi lại như thế, nghe rõ chưa? Nhưng mà con yêu anh ấy, con không thể rời xa anh ấy. Con dám nói với bố như thế hả Lan? Thế nào là không thể rời xa? Vậy thì tùy con lựa chọn. Nếu đi theo nó thì con đừng có về đây nữa. Bố, hai bố con bình tĩnh đã nào. Bình tĩnh làm sao được? Con cái lớn rồi, không coi bố mẹ ra gì nữa. Xem nó có dám đi đâu ra khỏi cái nhà này hay không. Ông Lan ơi, bà cứ để nó đi. Ra ngoài mới biết, không ai thương nó bằng bố mẹ, rồi sẽ tự về thôi. Lan, có chuyện gì thế em? Bố mẹ không đồng ý chuyện của chúng mình, còn nói những điều khó nghe. Tại sao bố mẹ lại tàn nhẫn như vậy? Bình tĩnh nào em, rồi từ từ sẽ có cách giải quyết thôi mà. Ba mẹ đâu có hiểu em cơ chứ. Thật ra cũng bởi ba mẹ thương em, lo cho em nên mới nói thế thôi. Em cần phải thật bình tĩnh vào nhé. Lại còn thêm anh nữa. Một người luôn đặt nhiều hy vọng vào con cái như ba mẹ em, làm như thế cũng là điều dễ hiểu thôi mà. Em nghe điện thoại đi, mẹ chắc đang lo lắng cho em lắm đấy. Em không nghe, em thấy mệt mỏi quá rồi. Thôi nào, đừng khóc nữa, cũng đã tối rồi. Em chắc cũng đã đói. Về nhà anh, để anh làm gì cho em ăn vậy? Lan, em ăn đi, từ sáng tới giờ chưa ăn gì rồi. Em không muốn ăn tí nào. Thôi nào em, có thế nào thì vẫn phải ăn chứ. Ăn đi em. Em đừng buồn quá, mọi chuyện rồi sẽ có cách giải quyết thôi. Cảm ơn anh. Có gì mà phải cảm ơn anh chứ. Vì anh đã đón em lúc em đang chán nản, đã nấu cho em ăn, an ủi em. Đúng là chỉ có anh là người thương em nhất. Thế còn ba mẹ em, em có nhớ ba mẹ đã nấu cho em ăn bao nhiêu bữa cơm ngon không? Em có nhớ ba mẹ đã bao lần dỗ dành, vỗ về em không? Em có nhớ đã bao lần ba mẹ đón đưa em tới trường bất kể mưa nắng, hay hồi hộp suốt đêm không ngủ được vì hôm sau em sắp tham gia một cuộc thi quan trọng không? Em là ba mẹ, nếu có nặng lời trách mắng con cái dù chưa đúng, nhưng cũng xuất phát từ nỗi lo cho em. Nhưng anh không trong hoàn cảnh như em, anh không hiểu được. Anh ước gì mình được ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng chẳng thể nào, vì ba mẹ anh đâu còn. Em xin lỗi đã gợi lại nỗi đau của anh. Không sao, anh không muốn vì anh mà em cư xử với ba mẹ như vậy, làm ba mẹ buồn như vậy. Em bỏ nhà vì anh, anh thấy mình thật chẳng ra gì cả. Anh đừng nghĩ như vậy, anh là người rất tốt. Vậy em hãy nghe lời anh, Lan à. Vẫn không có tin tức gì của con Lan ông à. Đấy, tôi đã nói rồi, ông cứ bảo để nó đi, bây giờ nó đi thật rồi đó. Bà làm gì mà loạn lên thế, mới có mấy tiếng đồng hồ. Con với chả cái, ương bướng quá thể, bảo đi là đi luôn. Nhưng giờ khuya khoắt thế này, nó biết đi đâu. Bố, mẹ. Cháu chào hai bác ạ. Lan, con. Lan, ơn trời, may quá, con về rồi. Bố, mẹ, con xin lỗi vì đã khiến bố mẹ lo lắng. Anh Tuấn đã giúp con hiểu ra là mình thật tệ, mình không bằng một đứa trẻ. Cháu xin lỗi hai bác, chỉ vì cháu mà... Không, thật ra hôm nay cháu đưa con bé về an toàn là hai bác đã rất cảm ơn cháu rồi. Vậy hai bác và Lan nghỉ ngơi đi, cháu xin phép về ạ.
Này cháu, bác nghe nói cháu làm ở gần đây, có thời gian rảnh thì qua đây chơi với em và hai bác nhé. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác ạ. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.